Cảm ơn anh chị. Cũng may là nhờ có chị trông cháu một chút mà em mới có thời gian nghỉ ngơi. Ông có được cái đứa con thì phải trông rũ rượi. Tất nhiên rồi. Nhưng mà anh đừng có trêu em. Sau này á, anh cũng vậy thôi. Chồng ơi, con là gì rồi đây này? Vào đi. Em vào đây. Vào mà hót đi. Nhìn Khang hay nhở. Không biết đến bao giờ đến lượt anh nữa. Đầu bù tóc rối xong đêm hôm chăm con ẵm con. Hay phết. Ê em ơi, ngày mai đến lịch khám lại của bóng đây này. Sức khỏe của cháu tốt, rất ổn định. Hoàn toàn không phải lo lắng gì cả nhé. Cảm ơn bác sĩ ạ. Nhưng mà bác sĩ ơi, là trước đây ấy, thì bố cháu bị bệnh và có hiến tim cho cháu thì có vấn đề gì không ạ? Yên tâm, sau lần kiểm tra vừa xong thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Cảm ơn bác sĩ. Thế để chúc mừng bóng, cả nhà mình ăn gì bây giờ? Con cũng không biết nữa. Mẹ ơi, hay là đi ăn gà rán đi mẹ. Ăn gà rán? Lại chỉ gà rán thôi á. Chờ đợi một tí. Xem này nhá. Ta đây, em bé ngoan không? Cái gì? Đám cưới á? Chú ơi, đám cưới kia. Ok mày. Trời ơi, không hiểu là chú Khang thuyết phục bà mẹ bỉm sữa này kiểu gì mà nó quyết định là thôi nôi con trai và sẽ làm đám cưới luôn đấy. Con hổ vồ đấy, chán chê thì không cưới đi. Em thấy hay mà, con làm sao đâu. Miễn là lúc nào sẵn sàng thì khi nào cưới cho được. Trời hay. Wow. Đẹp quá. Xoay một vòng xem nào. Ê, con ra đi này. Ôi, đi xa nào. Vào đi xem nào. Đây, nhìn vào đây. Đi đây. Ôi, em vào đi. Đây, đây, tôi xin kiểu ảnh luôn này. Nào, xuống kia. Con đây. Đứng yên. Chụp luôn. Nhìn đây. San sinh con, rồi làm đám cưới, việc mở nhà hàng, rồi mở bao nhiêu chi nhánh. Có bận quá không hả con? Không sao đâu mẹ ạ. Bọn con cũng thuê thêm được người rồi. Với cả cô Ngọc cũng quan tâm đến việc đào tạo lắm. Nên làm mọi thứ vào quy củ nhanh ạ. San cũng đã cưới. Con và cậu Bảo định tính thế nào đây? Bọn con vẫn chưa tính gì đâu ạ. Đừng vì Thái mà để chậm trễ mọi chuyện con ạ. Thái cũng mất rồi. Nhưng Bảo và Khang quan tâm tới mẹ lắm. Quan tâm cả Bống và Mun nữa. Mẹ nghĩ Thái chắc cũng sẽ rất hài lòng. Nó sẽ rất mong muốn con ổn định và hạnh phúc đấy. Ai thế nhỉ? Khuê ơi, dạ, có ai gửi đồ cho con này? Gửi cho con ạ? Ừ. Sao nhiều đồ thế nhở? Đẹp quá. Ôi,
con ạ. Em đi ạ? Anh mua váy cho ba mẹ con em à? Em và các con thử đi, xem có vừa không. Anh xin lỗi vì không hỏi ý em trước, nhưng khi nhìn chiếc váy này, thực sự là anh rất thích. Đến hôm cưới San, mặc cho anh xem nhé. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Con ơi, chiếc đầm này đẹp quá, để mẹ làm bông hoa gắn lên cho con nhé. Quê đây hả con? Bố ạ. Chào bác. Bố sang cơ sở bên kia, thấy vợ chồng thằng Hưởng cũng bắt đầu quen việc rồi. Mới trưa thôi mà đã phải tính toán cộng sổ, có cười nói vui như Tết ấy. Cô Ngọc mà đào tạo thì sát sao lắm ạ. Con cũng chỉ mong cậu mợ bây giờ trí thú làm ăn thì tốt quá. Vợ chồng nó bây giờ tu trí rồi, không phải lo nữa. Này ạ. À con này, cuối tuần này cưới cái San, nhà mình bỏ phong bì bao nhiêu nhỉ? Con nghĩ việc này cứ có tấm lòng là tốt ạ. Tấm lòng thì tấm lòng, nhưng mà cũng phải có con số để mẹ con biết chứ. Bà này, có những mối quan hệ ấy, không tính bằng tiền được đâu. Thì... Bà đấy, hôm nay có cái Khuê ở đây, tôi cũng nói luôn thế này. Sau này có thể nó sẽ lấy cậu Bảo. Cho nên là kinh tế của tôi và bà và vợ chồng thằng Hưởng dứt khoát là phải độc lập. Làm ăn dù có khó khăn hay thuận lợi thế nào cũng phải tự đứng ra giải quyết. Đừng làm ảnh hưởng đến con bé nữa. Một lần như thế là đủ rồi. Muốn cho người ta tôn trọng con mình thì trước tiên mình phải tự trọng cái đã. Thì bao nhiêu lâu nay tôi có làm cái gì đâu, sao ông cứ nói tôi thế? Chị em có việc muốn nói chị ạ. Thì tôi cứ dặn trước thế không thừa đâu. Mà vừa rồi bà chả ghen tị nói là con Khuê bây giờ nó quý mẹ chồng hơn cả mẹ đẻ là gì? Dù gì thì tôi cũng là người rứt ruột đẻ ra nó. Hôm rồi ấy, tôi có sang bên nhà chơi với hai đứa trẻ, bà biết tôi thấy gì không? Mẹ chồng thằng Thái đang ngồi thêu váy cho con Khuê. Bà đã bao giờ làm được điều đó chưa? Đành rằng là mẹ con rứt ruột đẻ ra, nhưng chuyện tình cảm là phải vun đắp hàng ngày. Bà thì cứ hễ mở miệng là nói chuyện tiền, cho nên con nó cũng chỉ đáp lại bằng trách nhiệm. Bây giờ nó được người ta yêu thương chăm sóc bằng tình cảm thực sự thì nó cũng đáp lại bằng tình cảm chân thật. Bà còn thắc mắc gì nào?